con ngày tháng, lòng đầy lo âu sầu như bao lá thu rơi mà con chưa về, một mình ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ đắm tuôn trào, ngày xưa con bé ngày thơ mà nay con đã đi xa, mẹ bao mẹ thương con nhiều. Ngày xưa con bé ngày thơ mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con về. Rồi vâng à, chào tất cả quý vị. Chúc tất cả quý vị có một ngày tràn đầy niềm vui, tràn đầy sức khỏe. Chúng ta lại quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Sàm TV. Liên tục sẽ là chương trình mỗi ngày một câu chuyện. Đó, bà Tám cùng Sơn Sàm. Rồi, không phải là tôi nhiều chuyện mà do chuyện nó quá nhiều. Rồi, mở đầu cái bản tin ngày hôm nay là một bài hát là Lòng Mẹ của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Nói về cái tình mẫu tử thiêng liêng mà. Mẹ con đó. Nhưng mà mới sáng hôm nay thì báo lại đưa tin đó, là cũng có vấn đề liên quan đến mẹ mẹ con. Đó là vấn đề nhận con nuôi. Nhận con nuôi thì báo Vietnamnet đã có đưa một cái bài này, tôi thấy thú vị thì tôi chia sẻ cho quý vị nghe. Đó là có biến tướng trong việc nhận con nuôi trong showbiz. Đó. Thì bài báo này viết rằng là gì? Người của công chúng mà làm việc cao thượng sẽ thúc đẩy cộng đồng hướng theo giá trị tử tế. Ngược lại thì những mất mát có thể một bộ phận người học làm theo. Đó. Học làm theo là sẽ bị mất đi cái giá trị đó quý vị. Thì dư luận đang xôn xao bàn tán chuyện cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi trong showbiz. Thì sự khác biệt làm tăng độ drama theo chiều âm của cảm xúc thì không ít người là chân hẳn, nhiều người thì im lặng chán chường, và cũng có người lên tiếng công kích mặt trái cái thị trường cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi. Rất là hay quý vị. Thì ban giải trí của Vietnamnet đã có 3 bài viết về chủ đề trên, đã giúp cho bạn nhận ra một cái vấn đề và có cái nhìn đúng đắn và toàn diện. Tôi đồng tình với 3 vấn đề đặt ra, đó là làm sao để ngăn chặn tiêu cực đó, mặt trái trong showbiz, trách nhiệm giám sát của công chúng đâu là giới hạn, và vấn đề thứ 3 đó là gì, người nghệ sĩ nhận con nuôi cần lưu ý điều gì. Rồi thì vào Google mình gõ một cái từ khóa là con nuôi thì nó cho ra là 85.200.000 cái kết quả, trong đó có khoảng nửa giây thôi, rất là nhiều cái kết quả. Thì tôi đọc được một cái định nghĩa là con nuôi là gì. Con nuôi là người được trông nom chăm sóc nuôi dưỡng bởi cha mẹ nuôi theo quy định của pháp luật, đúng không? Thì theo luật hôn nhân và gia đình thì quan hệ giữa con nuôi với cha nuôi, mẹ nuôi nè được xác lập bởi sự kiện con nuôi được cơ quan nhà nước và pháp luật công nhận. Thì việc nhận con nuôi của một số nghệ sĩ, ít thôi nha, một số thôi, thì chiếu theo cái định nghĩa không đúng là bị biến tướng, có thể do chưa hiểu hoặc là có chủ đích từ hai phía cho đi và nhận. Khi biến tướng là phủ bóng bằng những cụm từ tử tế thì sẽ vô cùng tệ hại, rất là tệ hại. Mặt trái thì cơ chế của thị trường càng thẩm sâu khi lợi dụng con nuôi vì lợi ích trần trụi, sai cả lý trí và đạo đức. Rồi trong nghiên cứu khoa học thì khi làm luận văn đó, làm giáo án văn đó, rồi luôn cần người giúp đỡ đầu và hướng dẫn, được thầy cô có tâm có trách nhiệm mà hướng dẫn thì thật là diễm phúc cho cái người nghiên cứu đó. Rồi và cái showbiz cũng không phải là một cái ngoại lệ. Đó, có tài năng nhưng không ai lăng xê, đó, không có người vun trồng thì không thể nào lên cao và bay xa để đến được như đông đảo công chúng. Tiếng hát Khánh Ly và những cung nhạc của Trịnh Công Sơn thì phải hòa quyện vào nhau. Sự cộng hưởng ấy rõ ràng là một trong những nguyên nhân khiến cho nhạc Trịnh trở nên bất tử. Nghe đâu có những show Quang Lê chấp nhận lỗ để Phương Mỹ Chi được tiếp cận với khán giả, đó là một sự nâng đỡ trong nghề.
Thì một học trò cũ của một người làm nhà giáo thì em có cô bạn là vợ một ca sĩ của Tiến Tâm. Đó, có lần kể thì để được ca sĩ này nhận đào tạo thì phụ huynh phải tốn cả tỷ đồng học phí. Đó, nay thì không phải đương không nhận được làm con nuôi của những nghệ sĩ xuất sắc, tiền tỷ không phải tốn mà thành danh thì rộng đường. Đó, nhận con nuôi là một cái con đường nó rất là thuận lợi nha quý vị. Đó, thì ai mà chả thích. Thôi qua sông thì phải lụy đò, thì đến lúc vào bờ rồi nói lời chia tay. Đó, con nuôi nghệ sĩ thì rất là nhiều người đã từng trải qua. Thì ý kiến của công chúng trong những trường hợp này, đó, dẫu ở những cung bậc khác nhau thì luôn cần thiết, rất là cần thiết quý vị. Thì những ý kiến cho người trong cuộc nè, cho bạn nè, cho tôi nè, cho cơ quan quản lý về một vấn đề mà showbiz và xã hội đang dây dứt. Tại sao thì đừng có rảnh việc đọc mạch chuyện nghệ sĩ nhận con nuôi, bảo thủ khắc khe một chiều quá, khiến không ít người cho rằng ý kiến đó theo đơn đặt hàng. Thì mới đây thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ra, cũng đã ra một bộ quy tắc ứng xử. Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, trong đó có nêu rõ là gì? Cơ quan nhà nước nên phản hồi ý kiến trên mạng xã hội. Đó, phải phản hồi lắng nghe và phải chia sẻ được kìa. Đó thì chia sẻ góc nhìn của mình trên mạng xã hội thì được luật pháp cho phép. Tuyệt nhiên không phải là cái chuyện rảnh hơi. Đó, đâu có phải ai rảnh hơi đâu. Mỗi người chúng ta đều có quyền phản ánh cái ý kiến của mình đó về những cái vấn đề hiện tại, vấn đề trong cuộc sống. Thì hôm nay thì báo Vietnamnet cũng đã đưa ra một cái vấn đề, đó gọi là một cái tấm gương, một cái tấm gương cho rất là nhiều người đó, thậm chí là nghệ sĩ phải nhìn vào đó trong cái việc nhận con nuôi. Đó là muốn nhận con nuôi thì hãy học hỏi là Angelina Jolie và Brad Pitt. Đó, thì đây người ta có đăng là gì, nữ diễn viên đình đám tại Hollywood thì đang nuôi 6 người con. Đó, trong đó có 3 người con nuôi là Madoc nè, đến từ Campuchia, Bastien đến từ Việt Nam và Zahara đến từ Ethiopia. Thì Jolie nhận con nuôi theo đúng luật pháp của nước sở tại, đúng không? Đúng luật pháp của nước sở tại, chăm lo cho con tận tình và chu đáo. Đó, khi có thể thì cho con làm quen với con đường nghệ thuật của cha mẹ, vượt lên tất cả là trách nhiệm và tình yêu thương tột cùng của cha mẹ nuôi. Cả con đẻ con nuôi lớn lên đông đầy hạnh phúc, đó, được học tại những cái ngôi trường danh giá. Thì dẫu là bận rộn nơi phim trường và chốn công đường, đó là Jolie phải giải quyết cái chuyện ly hôn với Brad Pitt đó, nhưng vẫn lo cho con đầy đủ. Đó, đưa cho cậu con Madoc thì đến Hàn Quốc nhập hạt trong những cái mình đi nhập ra được học trong những cái môi trường nổi tiếng, một trong 3 ngôi trường sáng giá nhất tại Hàn Quốc nha. Đó, có nghệ sĩ Việt đã hành xử tương tự, đó họ đã viết nên những câu chuyện đẹp cổ tích muốn nhận con nuôi. Đó, nghệ sĩ Việt hãy học hỏi và tùy điều kiện mà làm theo. Rồi, ở trong đây nó có một cái vấn đề nữa là gì, cần cái sự can thiệp của pháp luật. Đó, duy trì nét văn hóa ứng xử của mình là quá khứ đúng nhưng dậm chân tại chỗ có thể gây hệ lụy khôn lường. Việc nghệ sĩ nhận con nuôi hay đỡ đầu học trò cần có sự ràng buộc của pháp luật. Sự rạch ròi có thể mất lòng trước nhưng về lâu dài thì cả đôi bên giới showbiz cũng được. Đó, thì kính thưa quý vị, cái việc nhận con nuôi và được nhận con nuôi cũng là một vấn đề gây tranh cãi trong cái thời gian vừa qua. Thì hiện tại thì cơ quan chức năng nhà nước cũng đã vào cuộc. Đó, thì như nam ca sĩ Duy Mạnh nó cũng đã đáp trả một cái fan của mình trong cái bài đăng của mình. Tại vì khi có một cái khán giả hỏi là gì, anh ơi, khi mà Hồ Văn Cường được Phi Nhung nhận nuôi như thế thì Hồ Văn Cường có tên trong cái hộ khẩu của Phi Nhung hay không, và khi mà chết đi, Phi Nhung chết đi thì Hồ Văn Cường có được thừa kế tài sản hay này nọ không? Đó, thì Duy Mạnh nói thẳng một câu là không đâu em ơi. Đó, có cái nịt. Đó, chỉ có ở nước ngoài như là người ta nuôi như thế mới gọi là nhận nuôi con nuôi. Nuôi con nuôi là gì? Người ta nhận những cái đứa bé bỏ rơi không nơi nương tựa mồ côi. Đó, người ta có giấy tờ hợp pháp của nước sở tại, rồi người ta nuôi lớn lên, người ta cho ăn học đàng hoàng và thừa kế tài sản các kiểu. Chứ không phải như con nuôi Việt Nam mình là nhận nuôi vô tội vạ. Và nhận nuôi là gì? Nhận nuôi những cái người con đã trưởng thành và có tài năng, có khả năng kiếm tiền. Đó, thì khi mà mình nhận nuôi như thế thì ai nuôi ai? Đã có rất là nhiều trường hợp là trục lợi từ cái công sức lao động của trẻ em. Đó, ví dụ như là kiếm ra tiền rồi. Đó, ví dụ như Hồ Văn Cường khi quán quân cái cuộc thi Việt Nam Idol Kids là em đã có thể kiếm ra tiền rồi,
thì lúc đó mới nhận con nuôi thì nó sẽ có rất là nhiều vấn đề rắc rối và bàn cãi trong vấn đề này. Nó như hiện tại bây giờ thì rất là lùm xùm trong cái vụ về nhận con nuôi, đúng không? Tiền bạc thì xô chậu thì không biết tính đường nào mà lận. Thậm chí bây giờ Hồ Văn Cường 5 năm đi hát bây giờ vẫn chưa có một đồng bạc nào đó. Và cái tiền quán quân Việt Nam Idol Kids thì cũng 200 triệu thì hiện tại thì bên quản lý của Phi Nhung vẫn đang giữ đó. Cho nên bây giờ là Phi Nhung đã hứa bên ekip của mình là sẽ trả lại tiền cho Hồ Văn Cường, nhưng mà trả bao nhiêu là đúng, bao nhiêu là đủ đó. Trời ơi, rồi tính cả cái tiền chi phí học hành rồi các kiểu thì mình nhận nuôi thì mình phải lo chứ đó. Cho nên rất là nhiều vấn đề bên lề đó. Cho nên hôm nay tôi có chia sẻ đến tất cả quý vị một cái bài báo này về cái vấn đề là con nuôi, nhận con nuôi. Tôi thấy nó rất là hay đó, đem đến cho tất cả quý vị có một cái góc nhìn đó, một cái góc nhìn về cái vấn đề này đó, góc nhìn cụ thể, góc nhìn nhiều hướng nha, nó đầy đủ hơn về cái vấn đề này. Và liên tục chương trình sẽ là một cái chương trình giống như là tôi đã nói rất là nhiều trong những video trước đây, đó là cái chương trình Vì Cuộc Sống Ấm No. Thì bên Sơn Sàm và đang có bán rất là nhiều cái sản phẩm Nhật Bản nhập khẩu đó. Ở đây có cái số Zalo, cái số Zalo này thì các anh chị cứ kết bạn vô đó, kết bạn vô sẽ bán rất là nhiều sản phẩm Nhật Bản uy tín và chất lượng nha. Đây, ở đây tôi không có quảng cáo nhưng mà ở đây là tôi bán cho tôi đó. Sơn Sàm đã bán 6-7 năm nay rồi. Rồi đây, cái sản phẩm này là cái sản phẩm được rất là nhiều cô chủ cái gì cô chị cô chú anh chị cô chú anh chị đã ủng hộ trong thời gian qua. Cái collagen BH này nè. Collagen BH là gì thì các anh chị cứ gõ lên Google collagen BH là nó sẽ ra ha. Collagen BH là gì cứ gõ là nó sẽ ra. Và collagen là gì, khi con người chúng ta càng lớn tuổi thì collagen trong da mặt của mình sẽ bị bào mòn đó, bào mòn. Và cái sản phẩm này nó sẽ bổ sung collagen, nó làm cho cái da mặt mình láng mịn nè, căng tràn nè, trắng hồng rực rỡ nè, và cái thần thái mình nó được cải thiện, nói chung nó rất là đẹp da. Một hộp này là 30 gói đó, mỗi ngày mình uống một gói, mình pha với nước ấm hoặc nước trái cây với sữa được cũng được ha. Đó, khi các anh chị sử dụng từ 2 đến 3 hộp là nó sẽ ra hiệu quả. Nếu anh chị mua một hộp á giá 900.000 đó, còn anh chị mua một liệu trình 3 hộp á là chỉ có 850 một hộp thôi đó. Giá ở đâu cũng vậy, nó có trên mạng tất cả nha. Đây là thương hiệu quốc tế rồi, các anh chị cứ yên tâm rồi về chất lượng rồi. Thì mua ai cũng vậy, thì mua giùm em cảm ơn các anh chị nam nữ BD đều dùng được hết. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Ở đây em có cái số Zalo nha, rồi kết bạn với em cái số Zalo này rồi mua hàng ủng hộ. Rồi cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin của Sơn Sàm TV. Hẹn gặp lại trong bản tin sau. Rồi chào tạm biệt.